Nhận tin tố giác từ dân, đồn trưởng Trung quyết định huy động lực lượng để bắt tội phạm, nhưng đồn phó Quang lại cho rằng nên dừng lại. Trung, Việt Anh, một quân nhân ưu tú vừa được điều động làm đồn trưởng. Đồn phó Quang, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, lại là một người lính già dành hết cuộc đời nơi biên giới nỗ lực đưa đời sống người dân đi lên bằng dân vận. Vì thế, khi Trung mới nhận nhiệm vụ, cách làm, sự quyết đoán của anh khiến đồn phó Quang còn lấn cấn. Đồn phó Quang báo cáo đồn trưởng Trung, nếu muốn bắt, chúng ta phải tung chính xác, kiểm chứng thông tin tố cáo. Chưa kiểm chứng và bắt đi là sai nguyên tắc, là thiếu hiệu quả và còn gây ác cảm cho bà con nữa. Trung giải thích do báo gấp, hơn nữa anh có nói chúng ta đang thiếu lực lượng, vậy chúng ta xác minh kiểm chứng kiểu gì? Đồn phó Quang đề xuất nên dừng lại, nhưng không suy nghĩ thêm, đồn trưởng Trung lập tức phản đối, không được. Anh nên nhớ nguyên tắc làm việc của chúng ta là dựa vào dân. Dân họ có tin thì mới tố giác, Trung cứng rắn và cương quyết. Trung tá Trung về nhận nhiệm vụ mới ở đơn vị mới và nhanh chóng nhận ra công tác quản lý, kiểm soát ở đây đang có vấn đề. Trung tá Trung, Việt Anh và phân đội của mình được chỉ huy thông báo có nhiệm vụ tổ chức đội hình cơ động, chiếm lĩnh trận địa phục kích, kết hợp sử dụng cho chiến đấu để đánh bắt các đối tượng vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới đi qua địa bàn. Theo nhận định, đêm nay, rạng sáng ngày mai, đối tượng chính trong chuyên án cùng với 2 đến 3 tên có vũ khí sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn đi qua khu vực mốc A11. Trinh sát đã khảo sát, xác định đây là khu vực buộc các đối tượng phải đi qua, cũng là trận địa phục kích. Ở diễn biến khác, Trung tá Trung về nhận nhiệm vụ mới. Anh được một đồng chí cấp dưới, Tô Dũng thủ vai giới thiệu sơ lược về đời sống của bà con ở đây có thu nhập cao, bởi trồng cây nguyên liệu, hoa màu kết hợp với chăn nuôi. Bản này là bản nông thôn mới, bà con chăm chỉ làm ăn lắm, anh cứ nhìn thấy đường ngô từ chân đồi lên đến đỉnh đồi là anh rõ, cấp dưới giới thiệu. Ngoài đời sống, kinh tế, Trung tá Trung quan tâm đến tỷ lệ người nghiện ở đây. Theo cấp dưới báo cáo, hiện có khoảng 38 đối tượng, độ tuổi trung bình là từ 15-40 tuổi. Trung nhận định như vậy xấp xỉ 10%, tỷ lệ khá cao, chứng tỏ công tác quản lý, kiểm soát đang có vấn đề.